Đây đây đây. Ôi, đúng là một cây hoa sữa thật. Này, em không? Chỗ này là người ta nhà người ta đập đi này. Ồ. Thế thì mình đục không sao đâu. Lấy dụng cụ ấy thôi. Tôi nhờ anh em nhé. Không ổn rồi, cái này phải đục rồi. Hy vọng là với cái này là sẽ xử lý được em ạ. Đối với chất. Cây hoa sữa anh em ạ. Hoa sữa mùa thu. Uầy, dễ nó ăn được. Đây này Hải này, quay đi. À không nhập, đây được. Đây là cái gạch. Gạch thôi. Đào chất này. Nghe đá ở đây. Nó nằm ở đây rất lâu rồi đấy. Rất nhiều đất đá cạnh. Đào mãi này chưa thấy. Gốc nó ở đây này. Con cuốn chiếu này. Con này mang dọa trẻ con chắc hay đấy. Dễ là trong này không? Tôi nhìn thấy một cái rễ anh em. Ấy, ô đất rồi. Ồ, đất rồi. Đất rễ rồi. Khó nhỉ. Con này phải đào hẳn sâu đúng đấy. Khổ anh em, có khi phải chặt ngang thôi. Cái đào này. Sắp lên rồi, sắp ra rồi. Sức mạnh của tôi này xiết chảy ra luôn. Đấy, nhiều con này thế nhở, nhiều thật đấy. Có con nó bỏ lên nội lấy thế đấy. À được rồi. Ôi bạn mua mới được cái sữa. Có sống không? Ok. Cho vào cốc thôi. Với một cái là tôi phải cắt hết các cái lá nó đi. Lý do cho cái việc này là để cho nó đỡ mất nước. Bởi vì cây vừa bị cắt hết rễ rồi. Còn đâu có cái gì nữa mà hút. Tôi sẽ bẻ hết cả cái cành khô đi này. Bây giờ tôi sẽ xử lý cái bộ đế bị dập của nó. Đằng nào cũng phải tỉa, tôi tỉa cho nó gọn gàng nhất có thể. Cái chỗ này khó, tôi phải dùng cái cạp, chứ kéo thì không thể làm ăn được gì. Để vết cắt nó mịn nhất thì tôi sẽ sử dụng một con dao dọc giấy. Chỗ này cành bị đơ này, tôi sẽ cưa luôn. Nào, nằm xuống. Anh em nhớ nhá, nếu mà đoạn gần đất này phải cưa thật chậm lại. Giảm tốc độ lại nhá, cho nó đỡ bị tét. Đấy, ôi trời ơi. Đấy, trông nó gọn gàng phết rồi đây này. Để mặt này có vẻ hợp lý hơn nhỉ. Không, tôi nghĩ là để mặt này đi. Việc xử lý vết cắt này rất là quan trọng nha anh em nhé. Rồi là vấn đề vệ sinh nữa. Tắm tráng sạch sẽ thì muốn làm gì thì làm. Tắm rồi tôi sẽ bôi vết thương cho nó bằng một cái lọ keo liền sẹo. Mẹo ấy là tôi đổ cả một cái lọ HB01 vào cái lọ liền sẹo này. Điều này nó sẽ giúp cho cái sẹo nó đùn nhanh hơn. Bây giờ thì mời em sữa ngồi lên ngay để nghỉ ngơi nhá. Tôi sẽ để khoảng nửa ngày. Sau đó tôi đi tôi nấu một nồi nước phù thủy. Rồi dưới cái này là cái kích rễ anh em ạ. Tôi sẽ cho một muỗng đầy vào 10 lít nước. Nhìn màu đen rất chết chóc. Nhưng có thể nó sẽ mang lại cái sự sống cho cái phôi này. Sau đó thì tôi sẽ nhỏ khoảng 10 đến 20 giọt HB01 vào. Máy đều lên. Lưu ý đây là cái cách của tôi làm nhá. Còn anh em có thể dùng thuốc kích rễ của anh em. Miễn sao anh em dùng quen và thấy hiệu quả nhất là được. Bây giờ tối tôi sẽ ngâm đến sáng mai dậy tôi trồng. Lúc nãy sau khi mà tôi bôi lên sẹo ấy, tôi để khoảng 6 tiếng cơ để cho cái keo liền sẹo nó khô hẳn. Thì sau khi vớt ra tôi cũng để ráo khoảng 1-2 tiếng tôi mới trồng. Ngâm kích rễ rồi bôi liền sẹo rồi cây nó không tèo luôn đâu. Nên anh em cứ ung dung mà trồng nhá.
không phải vội. Hoa sữa là một loại rất là nhiều nhựa, cái loại tích nhựa nhiều thì các bác trồng luôn mới nguy hiểm, chứ để vài hôm thì chả sao cả. Nhưng mà đã trồng trong chậu, anh em hạn chế dùng đất thịt thôi. Có aca pumice thì trồng càng tốt, không ý thì cứ cắt vàng mà dã. Đơn giản để cái thứ ấy nó thoát nước rất là tốt. Khi mà cây nó chưa ra rễ thì nó chỉ cần một độ ẩm vừa phải thôi. Khi mà cây nó không bị suy nhựa ấy, thì cơ chế của nó là tự đẩy sẹo ra để mà chữa lành vết thương. Mà muốn bo sẹo thì cái thể trạng cây của nó phải khỏe. Cái việc ngâm cách rễ về HB ấy, nó giúp chúng ta làm cái việc đấy cho cây. Sau khi trồng xong tôi sẽ tưới thật đẫm, mục đích là để rửa trôi tất cả cái bụi bẩn của chất trồng. Anh em nhìn là thoát nước tốt không? Có lẽ tôi sẽ cho đầy hơn một chút rồi lại rửa chất trồng tiếp. Anh em nhìn tôi tưới này, tưới bao nhiêu cũng không úng nhá. Rõ ràng nước không bị dành lên. Không tin anh em thử ngâm một cái khúc cây vào một cái chậu trong khoảng nửa tháng mà xem. Xong vớt ra ngửi kiểu gì cũng thấy thối và nhớt nữa. Và chắc chắn là chả có cái rễ nào mọc ra từ đấy được cả. Dĩ nhiên là làm đúng quy trình, đúng phương pháp như này ấy, thì không phải là 100% nó sẽ sống. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ tầm soát được và chúng ta sẽ hiểu rất rõ tại sao một cái cây sống và tại sao một cái cây lại chết. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra cái điều chỉnh phù hợp nhất tùy theo cái chất liệu mà chúng ta sẽ xử lý. Sau khi rửa sạch chất trồng thì tôi lại tiếp tục đổ một ít kích rễ vào đây. Nãy tôi đổ ngập đất như này ấy, là có lý do, bởi vì tôi sẽ dùng băng dính tôi quấn chặt lại. Điều này sẽ vừa làm cố định gốc cây tránh lung lay và là để hơi ẩm cũng không thoát ở ra ngoài nhiều. Tiếp theo là tôi sẽ lấy một cái túi ni lông thật sạch chùm cả cái chậu lại như này này. Điều này sẽ tạo ra một cái môi trường rất là kín gió, tránh làm mất nước của cái phôi. Dĩ nhiên tôi sẽ phải đục một cái lỗ như này này để thỉnh thoảng phun sương vào trong. Cây nó không có rễ mà nên nó sẽ phải hấp thụ độ ẩm qua da. Vì nhà không có nước mưa tôi phải dùng nước lọc này. Nhận thấy là độ ẩm trong cái bao ni lông bắt đầu giảm mạnh rồi. Nên là tôi sẽ dùng HB101 để phun sương vào trong cái bọc ni lông này. Thực ra cái loại này nó cũng chả có gì được gọi là thần thánh cả. Chỉ bởi vì HB nó có tính khử mùi rất cao, được chiết xuất từ nhựa cây cho nên nó rất an toàn và tiêu diệt bất vì khuẩn. Kích nhựa, kích rễ, kích cây suy, nó có đúng hay không thì anh em tự tìm hiểu nhá. Đây chính là cái lý do mà tại sao tôi lại phải bọc băng dính ở dưới này. Bởi vì khi mà tôi phun như này thì nước nó không xuống được đến bộ gốc. Thực tế thì bộ gốc nó cũng không cần thêm ẩm đâu. Thật là nghịch lý, thứ mà tôi muốn giữ ẩm không phải là rễ mà là cái khúc thân này này. Anh em thấy không, lá vẫn tươi kìa. Thử nghĩ mà xem, nếu mà phần dưới ẩm quá ấy, thì nó chỉ có thối, không ra rễ được đâu. Giờ thì kiểm tra hàng ngày và cấp ẩm cho nó thôi. Tôi biết, anh em chờ cái khúc này lâu lắm rồi đúng không? Thế cái cây này sống rồi thì làm thế nào tiếp theo? Dựa theo những cái gì sẵn có ấy, thì tôi phát qua cái phôi như này nhá. Đấy, cành mọc lên nó sẽ hướng như thế này, hơi ngả sang bên trái một chút. Bạt phong được không anh em? Hay là còn gọi là dáng gió lùa đấy. Cái hình dáng này miêu tả một cái cây bị gió thổi bạt về một hướng. Nhưng mà cảm giác cái phần cành ở bên tay phải nó có vẻ hơi yếu không? Nhìn nó không được cân xứng lắm. Sau một hồi đắn đo tôi nghĩ là tôi nên nuôi cái cành bên tay phải này nhiều hơn một chút. Không làm dáng bạt phong bạt phèo nữa. Như thế này cảm giác cái cây nó sẽ vững chãi hơn rất nhiều. Để nó cân xứng như này tôi sẽ phải thả bên tay phải và cắt tỉa liên tục bên tay trái. Thì dần dần những cái cành bên tay phải nó sẽ đạt độ to đủ cần thiết để mà phân nhánh như này. Dĩ nhiên là cái cây này nó sẽ phải lớn hơn rất nhiều so với cả cái bản bạc thảo này. Dự đoán là để thành phẩm được thì cây hoa sữa này phải cao ít nhất từ 7 đến 80cm. Anh em nào mà có cái ý tưởng hay ho hơn cho cái phôi hoa sữa này ý, thì hãy comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Nếu thích video này thì anh em hãy ấn nút like, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì Phil Zumosai xin được nói lời chào tạm biệt.